7 ngày cuối tháng 4 âm lịch, các con giáp này bất ngờ trúng lớn, được thần tài che chở, tiền bạc ùn ùn kéo đến. Xin kính chào quý vị, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát. Kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, trong cuộc sống, ai cũng mong muốn mình sẽ gặp được những điều tốt đẹp và tìm được cơ hội để thay đổi cuộc đời. Tuy nhiên, tử vi học còn nói, trời sinh mỗi người một số mệnh. Con người thường đến một giai đoạn nào đó thì mới được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Vì vậy, đối với những người chưa gặp được may mắn, chỉ cần tâm vững, mang trong mình một tinh thần lạc quan, yêu đời, biết nắm bắt cơ hội và phát huy một cách triệt để, thì tương lai tươi sáng vẫn đang chờ đợi ở phía trước. Các bậc thầy tử vi chỉ rõ rằng thời điểm cuối tháng 4 âm lịch được xem là khoảng thời gian đại cát, đại lợi, bứt phá tài lộc, tiền bạc hanh thông đối với ba con giáp này. Thời điểm này, ba con giáp làm ăn gì cũng thuận lợi, vạn sự như ý, giàu có hơn người. Tất cả đều được tử vi, phúc tinh cao chiếu, thần may mắn và quý nhân giúp đỡ. Vậy ba con giáp này là ba con giáp nào? Và liệu rằng mình có nằm trong những con giáp may mắn này hay không? Và có những vận may nào đến với các con giáp trong thời điểm cuối tháng 4 âm lịch? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tìm hiểu chương trình ngày hôm nay. Ngoài ra, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Bên cạnh đó, trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mã âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Thứ nhất là tuổi Sửu. Trong cuộc đua của 12 con giáp, trâu là con vật đạt vị trí số 2, đại diện cho sức mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần. Bởi vậy, những người tuổi Sửu đa số sống tự lập, trưởng thành sớm, có tính cách mạnh mẽ và kiên định. Họ có nhiều ước mơ, hoài bão, ý chí lớn, không ngại khó khăn, nguy hiểm. Không những vậy, những người tuổi Sửu rất thật thà, chân thành và tốt bụng. Họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích của bản thân mình. Tử vi tháng 4 âm lịch của tuổi Sửu nhận thấy, thời điểm cuối tháng này, vận trình của mệnh chủ sẽ có thăng, có trầm. Nhiều điểm sáng bất ngờ nhưng cũng tồn tại những nguy cơ rình rập mà bản mệnh không thể chủ quan. Nhờ cục diện tam hợp thái tuế che chở, công việc của những chú trâu tiến triển thuận lợi, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ và dần đi vào ổn định. Cá nhân được tập thể ủng hộ, phát huy tài năng, làm việc hăng say, đạt thành tích đáng nể. Dù vẫn còn tồn tại không ít thách thức và khó khăn, song bản mệnh không cần quá lo lắng, vì quý nhân luôn ở bên trợ giúp, sẽ có chỉ điểm vào lúc thích hợp để bản mệnh đi đúng đường. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là mệnh chủ hoàn toàn phụ thuộc vào sự giúp đỡ của người khác. Hãy mạnh dạn làm theo ý mình, tin tưởng vào năng lực của bản thân, kết hợp với những dẫn dắt của quý nhân, tuổi Sửu sẽ sớm chạm tay vào ánh sáng nơi cuối con đường dẫn tới thành công. Thời gian này còn có thêm nguyệt lệnh Lâm Đất quan đới, báo hiệu cơ hội thăng tiến không hề ít. Khó khăn trước mắt đều được đẩy lùi, mọi việc hoàn thành đúng tiến độ, được cấp trên ghi nhận và tặng thưởng xứng đáng. Bên cạnh những điểm thuận lợi đó, có điểm báo tiểu nhân quấy phá do ảnh hưởng của hung tinh, thiên quan. Mệnh chủ cần hành sự thận trọng, đừng để bước đường thăng tiến bị cản trở. Tài lộc trong thời gian này cũng có dấu hiệu khởi sắc so với trước. Tuổi Sửu có nhiều cơ hội kiếm được tiền bạc dựa vào chính sức của mình. Những mệnh chủ kinh doanh, buôn bán tấp nập đơn hàng, hứa hẹn doanh thu bất ngờ, tiền bạc chi tiêu sủng rỉnh. Thậm chí các kế hoạch đầu tư làm ăn tưởng chừng thất bại trước đó, nay cũng bắt đầu sinh lời. Bản mệnh càng có cơ sở để tin tưởng vào quyết định của bản thân mình. Thời điểm này, mệnh chủ có thể tranh thủ tiến hành ý định kinh doanh hay mở rộng đầu tư để tài khí thêm vượng. Nhưng sớm không đồng nghĩa với nóng, kẻo rủi ro ập tới sẽ rất đáng tiếc. Đốt cháy giai đoạn sẽ chỉ khiến dễ vấp ngã ngay từ những bước đi đầu tiên. Điều cần thiết là mệnh chủ hãy lên kế hoạch chi tiết, dự trù kinh phí và cả những rủi ro có thể phải đối mặt. Khi đã có sự chuẩn bị kỹ càng, đảm bảo bản mệnh sẽ nắm chắc phần thắng trong tay. Tuy nhiên, thời gian này, người tuổi Sửu cũng cần chú ý đi đứng thận trọng, kẻo va chạm xe cộ, gặp họa huyết quang do ngũ quỷ gây hại. Bên cạnh đó, về phương diện tình cảm, cuối tháng của tuổi Sửu nhờ bán hợp nâng đỡ gặp nhiều khởi sắc, gia đạo hòa hợp, vợ chồng đồng lòng, cha mẹ và con cái có tiếng nói chung nên không khí gia đình luôn vui tươi. Thời điểm này cũng là cơ hội tuyệt vời để người độc thân nghe theo tiếng gọi của con tim, theo đuổi hạnh phúc của mình. Đặc biệt, để mọi việc được phát triển một cách hanh thông và thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ tuổi Sửu hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp bản mệnh đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó xua đuổi vận hạn và hung tinh trong thời gian này, đồng thời hóa giải những thị phi, mâu thuẫn, tăng cường các mối quan hệ xung quanh bản mệnh. Vòng cổ giúp bản mệnh tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành, đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong năm 2021. Hơn thế nữa, đó là vật phẩm đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho các mệnh chủ tuổi Sửu. Thứ hai, tuổi Ngọ. Ngựa là con vật yêu thích cuộc sống tự do, hoang dã để điều hòa mình vào thiên nhiên. Những người tuổi Ngọ vì thế rất năng động, nhiệt tình, thích những nơi đông người và đam mê khám phá những điều mới mẻ trong cuộc sống. Họ thích những sự thay đổi trong cuộc sống, đó là lý do tại sao họ không bao giờ chịu đứng yên một chỗ. Họ năng động, nhiệt tình với công việc và sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Họ có thể một mình đảm nhiệm nhiều công việc mà không hề mệt mỏi. Xem tử vi cuối tháng 4 âm lịch cho thấy, cục diện tam hội xuất hiện trong tử vi mang tới cho bản mệnh những sự trợ lực không nhỏ, thúc đẩy vận trình không thuận, nhiều tin vui báo về. Cục diện tam hội xuất hiện trong tử vi mang tới cho bản mệnh những sự trợ lực không nhỏ, thúc đẩy vận trình thông thuận, nhiều tin vui báo về. Tuy nhiên, mọi việc vốn tưởng chừng trơn tru lại bỗng gặp những trục trặc nửa chừng do ảnh hưởng của nguyệt lệnh Lâm Tuyệt. Công việc đang tiến hành thuận lợi có thể bị ngăn mạch do tiểu nhân chơi xấu hay bởi sự bất cẩn của chính mệnh chủ. Một vài dự định công việc không được triển khai hoặc gặp trục trặc trước đó vẫn chưa được giải quyết triệt để. Nhìn chung, vận khí trong thời gian này hầu như là trước hanh thông, sau trắc trở. Vì thế làm gì cũng nên thận trọng, suy tính trước sau, tính toán phương án đề phòng bất trắc. Bù lại, tài lộc thời gian này của những chú ngựa khá sáng, thu nhập chủ yếu đến từ các nguồn ngoài luồng dưới sự nâng đỡ của thiên tài. Mệnh chủ còn có lộc trời ban, kinh doanh phát đạt, đầu tư thu lời nên chi tiêu khá thoải mái. Tuy nhiên, vận xui vẫn luôn rình rập nên mệnh chủ cần hết sức thận trọng trong đầu tư, hợp tác làm ăn để hạn chế rủi ro không đáng. Nếu không sớm có kế hoạch chi tiêu khoa học, tài khí tụ rồi sẽ tán, e rằng còn rơi vào cảnh nợ nần, bế tắc. Bên cạnh đó, đầu tư tại thời điểm này trở nên mạo hiểm, hay giữ sức suy nghĩ được ăn cả, ngã về không. Vận trình bấp bênh khiến lại ít lỗi nhiều, tốt nhất mệnh chủ nên hạn chế tiến hành ở quy mô lớn. Mệnh chủ cần phân tích kỹ các nguồn tin, chủ động nắm bắt biến động thị trường, tránh bị kẻ xấu lợi dụng làm việc phi pháp hoặc lừa gạt tiền của. Trên phương diện tình cảm, mối quan hệ giữa tuổi Ngọ và nửa kia của mình cũng khá hài hòa. Hai người đã thường xuyên trò chuyện, chia sẻ với nhau về những khó khăn trong cuộc sống. Nhờ vậy, mối quan hệ giữa đôi bên càng thêm gắn bó. Người độc thân tuy vượng đào hoa, nhờ Bách Việt hỗ trợ, nhưng lại rất dễ phạt đào hoa sát. Việc bày tỏ tình cảm với người mình thầm mến cần được cân nhắc cẩn thận để tránh khiến đôi bên cùng khó xử, khó nhìn mặt nhau. Ngoài ra, để kích hoạt vận khí cát lành, thúc đẩy công việc hanh thông, sự nghiệp tiến triển tốt, mệnh chủ tuổi Ngọ cần sử dụng pháp khí phong thủy nhà Phật, Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh và vận hạn luôn rình rập ở xung quanh, Từ đó pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn, chiêu tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời khi mang pháp khí bên mình sẽ như tấm bùa hộ thân, bảo vệ và tương trợ bản mệnh, phát triển mọi khía cạnh trong năm Tân Sửu. Không như vậy, pháp khí đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho các gia chủ tuổi Ngọ. Thứ ba, tuổi Thìn. Trong 12 con giáp, rồng là con vật đại diện cho sức mạnh, phi thường, thiêng liêng, được mọi người tôn kính. Những người tuổi rồng vì thế mà thông minh, sắc sảo, luôn đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, có uy quyền, địa vị. Họ là người có sức sống mãnh liệt, về bề ngoài luôn toát lên khí phách, oai hùng, lẫm liệt. Không chỉ có vậy, họ còn hội tụ đầy đủ những tinh hoa, phẩm chất đẹp của một con người, sự thật thà, bao dung và yêu thương con người. Tử vi 7 ngày cuối tháng 4 âm lịch cho thấy, vận trình của mệnh chủ tuổi Thìn chưa thật sự có đột phá rõ ràng, nhưng cũng không có gì quá đáng ngại. Vẫn có những chuyển biến tích cực. Chỉ cần bản mệnh nỗ lực nghiêm túc thì ắt sẽ có thu hoạch xứng đáng. Nguyên lệnh Lâm Đất dưỡng, mệnh chủ tuổi Thìn biết mình cần phải làm gì để đạt được những mục tiêu muốn có. Bản thân mệnh chủ có nhiều ý tưởng, nhiều tham vọng, cũng được cấp trên chú ý để tâm. Cộng thêm việc mệnh chủ còn được Thái Dương cát tinh trở vận, quý nhân chỉ đường dẫn lối, nhất là nam mệnh có nhiều cơ hội được nâng đỡ, cất nhắc lên vị trí cao hơn. Tuy nhiên, vận khí vẫn chưa thực sự vượng, làm gì cũng phải dựa vào sự nỗ lực của bản thân, đừng chỉ mong chờ người khác đỡ đần. Tốt nhất, bản mệnh vẫn nên hành sự thật tỉ mỉ, thận trọng, tránh các phải xui xẻo, bất ngờ. Tài lộc cuối tháng cũng chỉ ở mức bình ổn, chưa có khởi sắc. Thứ tài hầu như không có, thu nhập bản mệnh đến chủ yếu từ công việc chính. Mọi chi tiêu, sinh hoạt trong cuộc sống phần lớn dựa vào nguồn thu chính. Các khoản chi phí phát sinh khá nhiều, có thể toàn chuyện nhỏ nhưng lại góp lại thành số tiền lớn. Tuổi này cần phải cân đối thu chi để tránh rơi vào cảnh cháy túi. Cho nên, tuổi Thìn cần tập trung làm việc, đừng đứng núi này, trông núi nọ, chân trong, chân ngoài, rồi cuối cùng lại sôi hỏng, bỏng không. Ngoài ra, phương diện tình cảm của mệnh chủ trong thời gian này sẽ đón nhiều tin vui nhờ có sao Thiên Diêu chủ đào hoa che chở. Bản mệnh có thể yên tâm khi những mâu thuẫn tình cảm hầu hết được giải quyết ổn thỏa, nhân duyên hài hòa. Người độc thân có nhiều cơ hội hứa hẹn trong việc tìm kiếm một nửa yêu thương. Đặc biệt, để có một tâm lý vững vàng, đầu óc tỉnh táo, minh mẫn và có thể phát triển vượt trội trong thời gian này, mệnh chủ tuổi Thìn nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ khi giải quyết mọi vấn đề, công việc vì thế cũng được hành thông, thu hút tài lộc và sự may mắn. Đặc biệt, ở pháp khí còn hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí và mang lại bình an cho bản mệnh trong năm 2021. Không những vậy, vật phẩm còn đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho các gia chủ tuổi Thìn. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có thêm những thông tin hữu ích về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.